Mình sẽ chia sẻ cách mình tính số vòng quay và số lỗ trên máy sọc. Tỷ lệ tay quay và đĩa chế độ là 40/1, tức là 40 vòng của tay quay sẽ được một vòng của mâm kẹp phôi. Ở đây mình sọc 18 răng nên mình sẽ tính như sau. Mình sẽ lấy 40 là số vòng tay quay chia cho số răng là 18 sẽ bằng 2. 2 ở đây là số vòng quay mình đã tìm được và dư 4. Sau đó mình sẽ nhân số răng và số dư với số bất kỳ để có kết quả sẽ bằng với số lỗ trên đĩa chia mà mình có. Ở đây mình có đĩa chia 54 lỗ nên mình sẽ lấy 18 nhân 3 bằng 54. Số dư là 4 mình cũng sẽ nhân với 3 bằng 12. 2 là số vòng quay, 54 là số đĩa, 12 là số lỗ phải quay thêm trên đĩa 54. Bây giờ mình sẽ gắn đĩa chia có số vòng lỗ là 54 vào. Tiếp đến là chân gạt hình quạt và tay quay. Mình sẽ điều chỉnh chân gạt ở mức thêm 12 lỗ. Các bạn lưu ý không đếm lỗ đang gắn chốt kim định vị. Vì vậy, mình sẽ quay 2 vòng 12 lỗ trên đĩa 54 là sẽ chia được 18 răng đều nhau. Đây là cách mình dùng để tính tay quay và đĩa phân độ tỷ lệ 40/1. Bạn nào biết cách nào khác hay và nhanh hơn thì hãy chia sẻ ở bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Rất cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các bạn. Các bạn lưu ý thêm là khi quay lên quay về một chiều để dồn khe hở về một hướng. Sau khi sọc răng xong, mình sẽ mang các công ty xử lý nhiệt để cho họ gia công nhiệt, tạo thêm độ cứng cho đĩa thắng. Về chiều dày của đĩa thắng mình đã để dày hơn kích thước của bản vẽ, để khi xử lý nhiệt về mình sẽ mài phẳng lại. Đây là đĩa thắng sau khi được xử lý nhiệt xong. Bây giờ mình sẽ mài lại theo kích thước chuẩn của bản vẽ. Ok, như vậy là mình đã gia công xong phần đĩa thắng của cẩu trục. Đĩa thắng này cần phải dán thêm một lớp bố nữa mới có thể sử dụng được. Video của mình sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu mà có thắc mắc gì thì hãy bình luận ở bên dưới. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ mình nhé. Bye bye.